Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tiến sĩ giấy Nguyễn Hòa Bình bị quật. Như tờ Thời báo .d đã đưa tin, ông Nguyễn Hòa Bình và Nguyễn Trí Tuệ đã hoặc không hiểu luật hoặc hiểu nhưng đã trà đạp lên luật pháp để đưa ra quy định phạt 30 triệu đồng với những ai phát livestream truyền hình trực tiếp tại tòa án. Hành động này vừa thể hiện sự yếu kém hiểu biết của ông Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, vừa thể hiện sự xem thường pháp luật nhà nước. Hành động của Nguyễn Hòa Bình và Nguyễn Trí Tuệ không gì ngoài mục đích phục vụ cho việc giấu giếm các hành động bẻ lệch cán cân công lý của quan tòa ở chế độ này. Đây là hình ảnh đề nghị của ông Nguyễn Hòa Bình và Nguyễn Trí Tuệ đã bị bãi bỏ. Sáng ngày 18 tháng 8, với tỷ lệ tán thành 100%, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua pháp lệnh với nhiều điểm thay đổi so với dự thảo được Tòa án Nhân dân tối cao trình 3 ngày trước đó. Đề xuất phạt lên đến 30 triệu đồng nếu ghi âm, ghi hình và phát hình trực tiếp tại phiên tòa khi chưa được hội đồng xét xử cho phép đã bị bỏ ra khỏi pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Theo đó, đề xuất trong dự thảo về phạt từ 7 đến 15 triệu đồng với người tham dự phiên tòa nếu ghi âm, ghi hình hoặc ghi hình có âm thanh phiên tòa và phát trực tiếp trên không gian mạng. Nhà báo ghi âm, ghi hình hoặc ghi hình có âm thanh người tham gia tố tụng khi không được sự đồng ý của họ đã được bỏ đi. Việc phạt 15 đến 30 triệu đồng nếu nhà báo ghi âm, ghi hình hoặc ghi âm thanh tại phiên tòa của người tham gia tố tụng khi không được sự đồng ý của họ và phát trực tiếp trên không gian mạng cũng không còn được quy định. Đề xuất phạt tiền từ 15 đến 30 triệu đồng với nhà báo, luật sư, trợ giúp viên pháp lý đưa tin sai sự thật nhằm cản trở hoạt động công tố của tòa án, bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng đối với nhà báo, luật sư, trợ giúp viên pháp lý đã đưa tin sai sự thật, làm trì hoãn kéo dài thời gian tiến hành hoạt động tố tụng của tòa án cũng bị bỏ khỏi pháp lệnh. Bào chữa cho đề xuất sai luật, ông Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nói nhằm đảm bảo quyền con người, quyền riêng tư và bảo đảm sự công tâm của thẩm phán. Ông ví dụ một vụ án ly hôn có rất nhiều nội dung, tình tiết như chia con, chia tài sản. Trước phiên tòa, những bên liên quan phải trình bày nhiều lý lẽ. Nếu ai đó quay rồi lại phát hình trực tiếp livestream sẽ là vi phạm quyền con người, vi phạm quyền bảo vệ thông tin cá nhân. Đây là hình ảnh đề nghị bị chỉ ra là sai luật. Theo ông Nguyễn Hòa Bình, mục tiêu tối thượng của phiên tòa hướng đến bản án công tâm, đúng pháp luật, rằng nếu ai tại phiên tòa với hàng trăm điện thoại quay để livestream phiên tòa thì chủ tọa có toàn tâm, toàn ý để đưa ra bản án đúng pháp luật hay không, nhất là quyết định liên quan đến sinh mạng con người. Ông Nguyễn Hòa Bình vẫn cãi chày cãi cối là đề xuất đúng luật. Tuy nhiên, trước đó một ngày các chuyên gia chỉ ra đề xuất trên là vi phạm pháp luật. Những dẫn chứng của các chuyên gia trên Việt Nam Express đã nói rất rõ ràng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét và họ đã bác bỏ đề xuất của Nguyễn Hòa Bình và ông Nguyễn Trí Tuệ. Như vậy là sự cứng đầu, sự bất chấp pháp luật của ông Nguyễn Hòa Bình đã bị các chuyên gia quật lại và ông Nguyễn Hòa Bình đành chịu thúc thủ. Được biết, ông Nguyễn Hòa Bình chính là chánh án chủ tọa phiên tòa giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải. Ông này đã để lại vết nhơ vô cùng lớn trong ngành tư pháp của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là chấp nhận vật chứng ngụy tạo, được mua ở chợ về để ép chết tử tù Hồ Duy Hải. Nhiều nhà phân tích cho rằng ông Nguyễn Hòa Bình bất nhân, dùng án để làm chính trị và cũng có người cho rằng ông mù luật và bằng tiến sĩ của ông là bằng dởm. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình làm luật rất nguy hiểm cho xã hội. Ở tòa án, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn đó rất nhiều bản án bỏ túi và các phiên tòa chỉ là diễn ra một cách trá hình. Ông Nguyễn Hòa Bình là một loại quan tòa được nặn ra để làm những điều như thế, nên một khi ông chánh án này nhúng tay vào vấn đề làm luật thì điều đó rất nguy hiểm cho xã hội, cho đất nước với 100 triệu người dân Việt Nam. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đạn đã lên nòng, ông Tổng sẽ giương nòng vào ai? Tuy già nhưng sức ông Tổng rất dài. Như tờ Thời báo .d đã đưa tin, nhiều bản tin trước đây tại vụ án Việt Á sẽ được khơi đi khơi lại. Sau một thời gian yên ắng thì ông Tổng lại khơi ra. Câu chuyện Việt Á bây giờ không chỉ dính đến Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ thì mới đây lại dính đến Bộ Tài chính. Không khí sợ sệt bao trùm trong bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương. Mà đâu chỉ vụ Việt Á, vụ FEC cũng đang được khơi dậy. Và mới đây, ông Tổng cho cắt hết tất cả các chức vụ trong đảng của Chủ tịch tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành. Ngoài ra, vụ đưa hối lộ tại Cục Lãnh sự cũng lan đến Văn phòng Chính phủ. Không biết những ai trong Văn phòng Chính phủ ngã nhào theo vụ án này. Đến hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng còn rất gân, đốt lò thì dai dẳng. Có nhiều người nói rằng thả ông Tổng đánh ào ạt cho thật mạnh rồi nghỉ luôn thì không ai lo sợ. Đằng này ông cho đánh tới tấp rồi ngưng vài tháng rồi lại đánh tiếp, làm cho các quan chức không thể nào ăn ngon ngủ yên cho được. Có người nói ông Tổng dường như đang chơi trò mèo vờn chuột. Từ ngày 17 tháng 8 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực thuộc Ban Chỉ đạo đã họp phiên thứ 22 dưới sự chủ trì của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo, để kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Được biết, trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 295 đảng viên do tham nhũng cố ý làm trái, tức là tăng 117 đảng viên so với cùng kỳ năm trước. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 27 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Con số này được cho rằng cũng tăng 20 trường hợp so với cùng kỳ của năm trước. Từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay đã thi hành kỷ luật 56 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trong đó có 10 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Có thể nói với bảng thống kê như thế, ông Nguyễn Phú Trọng cũng làm cho nhiều quan chức phải sợ xanh mặt. Trong buổi làm việc, ông Tổng Bí thư tuyên bố một câu xanh dờn, yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các vụ án liên quan đến công ty Việt Á, tập đoàn FEC, Tân Hoàng Minh. Đây là hình ảnh đạn đã lên nòng. Vụ án Việt Á thì đã lở loét quá rộng, vụ FEC đang thổi bùng với quan chức tỉnh Gia Lai bị kỷ luật cách chức. Còn vụ án Tân Hoàng Minh làm ẩn số, có người cho rằng hàng loạt quan chức ngành chứng khoán thuộc Bộ Tài chính sẽ tiếp tục bị moi móc và kỷ luật. Có thể nói lần này ông Nguyễn Phú Trọng có bao nhiêu viên đạn đều lên nòng hết và để chuẩn bị bắn những ai mà ông dự tính sẽ đưa lên thớt. Có thể thấy sắp tới đây có ít nhất 4 vụ án được xới lên, đó là vụ án Việt Á, vụ án chuyến bay giải cứu, vụ án FEC, vụ án Tân Hoàng Minh. Khi 4 vụ án này cùng được thực thi, có thể nói ông Tô Lâm sẽ ra quân một lực lượng đông đảo chưa từng thấy. Những vụ án này dự định sẽ còn kéo dài, có người cho rằng nó có thể kéo dài sang năm 2023 chứ không thể nào kết thúc sớm trong năm 2022 cho được. Sự dai dẳng kéo ra vụ án hàng năm cho thấy sức của ông Trọng còn rất mạnh. Ai hy vọng ông về hưu sớm thì nên từ bỏ hy vọng là vừa. Hầu hết các ý kiến cho rằng ông Trọng cứ duy trì phong độ như thế này đến năm 2026 thì không khéo các trụ còn lại đấu đá giành ghế, cuối cùng cũng chẳng ai được gì, trở thành công cốc. Đây là hình ảnh vụ án Tân Hoàng Minh, hứa hẹn nhiều tình tiết sẽ rất bất ngờ diễn ra. Có lẽ nhiều người trong tứ trụ mong ông Tổng thấm mệt mà bỏ việc đốt lò. Phần là để ông còn nhường ghế chống cho họ nhiệm kỳ sau, phần vì sợ ông Tổng khui ra quá nhiều thì lại dính đến người nhà của họ hoặc trách nhiệm của họ thì nguy cho sự nghiệp chính trị. Có lẽ ông Trọng là người già gân, ông dai dẳng đốt lò, làm cho khối người phải lo sợ thành củi nên họ rất kinh hãi.